Bên em cũng mang một ông đi để một phần cũng là thì khi mà gây mê thì bọn em phải giữ một bên đấy, xong là bọn em đi tiêm một bên này, để nó không biết đó. Đấy, cho ăn không ạ? Không ạ, thì để cho bọn em làm. Nếu mình dụ một bên á thì ví dụ nó dụ bên này thì bác sĩ được cái này là tiêm sau nó đỡ nhiều. Chuối ăn chuối tây à, chuối tây ăn nhiều lắm nhưng mà chuối chuối tiêu lại không ăn. Tôi có vườn chuối tiêu nhưng mà đây này trên này vẫn còn chuối hết, nó không ăn. Thế thì còn chuối tiêu, chuối tiêu thôi bên đây này, xong rồi dưa hấu này, mía này ăn như người ấy. Nhưng mà ăn nằm, ăn bỏ vỏ đúng không? Ăn bỏ vỏ, nằm xuống là hai tay thôi ăn. À thế hay nhỉ. Cái tây chuối tiêu. Khoai lang thì là sống. Bây giờ bí nó ngon rồi. Bên em toàn cho ăn sống, toàn ăn theo như theo ngoại tự nhiên á, chỉ ăn theo ngoại tự nhiên thôi. Thích ăn sống. Dưa hấu này, táo này, lê này. Cam thì chua nó không ăn, nên như cam chua không ăn, cam ngọt thì nó ăn. Nó xong đấy sẽ bỏ đồ của các chị xuống nhé, bỏ xuống đi nhé, sau đó mình sẽ họp trước khi mình làm nhé, thứ nhất là các bạn nhé. Đây là cái bình nó biết mọi người đấy, ông xã này là đi uống rượu về vào đây mà nhìn nó là nó cũng lồng lên luôn đấy. Không có rượu thì em không có gì rượu nó sợ. Thank you.
hóng. Bồ hóng. Tôi đi về đun củi á, nó bọc ở trên nhiều ấy. Là bồ hóng nhá, xong rồi mai hạt muối. Muối ăn giấm rượu. Ha trộn vào với nhau. Để cho nó ăn với cái rẻ về cuốn vào dây ấy. Đến cuốn vào xong rồi cuốn xuống chấm. Thế rồi. Thế sao vào rú kia cô làm cái gì cô phải chưa cô làm cái gì sau nó không rồi cả cái thằng gắn tiếp thằng gắn tiếp rất khó chịu không nói không bài này là ngày xưa là nấu xít nữa mà tôi làm cho con đi bộ là tốt, là tốt về sau là làm người ta sẽ quen biết, sau là tình duyên thì là cũng được, nhưng mà bệnh viện bác sĩ là không nói, ít về chán, các bạn biết cái này tôi nhớ là người bán là có tình thôi đúng không? Hết về đúng là miết đắt mùa bóng là khỏi. Sau đấy hàng bao nhiêu người là đấy như vừa rồi có một ông ấy bảo là cô ấy đi ra nắm nào hai chân bắt ngứa từ chân cho đến đầu gối rồi bảo thì bác thử làm xem ba ngày sau ông bảo cô ơi cảm ơn cô bác khỏi rồi bây giờ là khỏi đấy ạ.